Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thanh Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series là Bóc Bim Bim Tony phiên bản là Bí ẩn Hải Trình, Bí ẩn Đồng Xu Cổ nha. Và anh em hãy để lại cho mình một like cũng như là đăng ký kênh, rung cái chuông bên cạnh để nhận thông báo mới nhất, click vào quảng cáo để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu video được 1.000 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Bóc Bim Bim Tony nha anh em. Rồi thì hôm nay ta sẽ vẫn bóc 5 gói Bim Bim Tony. Mình sẽ mở hết cái vị phô mai này. Thì nhiều bạn bảo là anh hãy mở gói A7 và A8 đi. Rồi thì ngày mai mình sẽ mua thêm những gói A7, A8. Hôm nay sẽ mở nốt cái gói cũ của chúng ta. Đó chính là mấy cái gói toàn A1 này. A1, A2. Hầu hết đây toàn A1, A2 thôi. Không có A7, A8 đâu. A1 này, toàn A1, A2 thôi. Rồi và đi cùng đó là chúng ta sẽ mở thêm thẻ bài One Piece nha. Và mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm bộ sưu tập mình vừa mới tìm được ở trên mạng rất là đẹp. Đây, anh em xem luôn. Yes! Chúng ta sẽ có một trong bốn thủ lĩnh cách mạng tứ phương đúng không? Tứ phương đây là thủ lĩnh phía đông đúng không anh em? Rồi, đây. Mình có hai cái màn hình ở ngoài trong này thì nó sẽ là màn hình của Karasu, thủ lĩnh phương bắc. Quạ Karasu, cái này nó bị che mất rồi. Nên ra sẽ không rõ lắm. Rồi ok, anh sẽ vào cho anh em xem luôn. Đây là cái bộ sưu tập của mình. Đấy. Rồi. Anh em biết đây là ai không? Đây chính là Monkey D. Dragon. Đây là bố của Luffy, cực kỳ đẹp. Cái này là cái của fan art rồi anh em ơi. Có con rồng trên cổ này. Ở vết sẹo mặt nhìn rất là đẹp luôn, phong trần các kiểu. Rồi mình cho sáng mắt lên nhá, cho nó đẹp nha. Nó hơi mờ. Đó. Đó. Nhìn xịn sò. Rồi, chúng ta sẽ có Dragon, Monkey D. Dragon đây. Tờ truy nã của Monkey D. Dragon, Death of Allies. Monkey Dragon với truy nã sẽ bao gồm là tầm khoảng 200 triệu berry. 2 tỷ chứ. Cái này là một cái fan art thôi, không biết có phải không nữa. 2 tỷ berry thì ngang ngang với tóc đỏ đúng không? Chúng ta sẽ có thêm một gọi là thủ lĩnh tứ phương. Đây là thủ lĩnh phía nào nhỉ? Phía nam bắc, đây là tây, thủ lĩnh phía tây Linbus đúng không ta? Có phải phía tây không ta, hay thủ lĩnh phía đông? Mình không nhớ đấy thủ lĩnh phía nào. Hình như đây thủ lĩnh phía đông, phía tây. Con này là thuộc tộc Minh nha anh em. Nhìn nó giống con mèo ấy, nhưng mà có vẻ như khá là khỏe đây. Nhìn chung là thuộc tộc Minh thì có khả năng là biến hóa khi mà trăng tròn. Rồi chúng ta sẽ có tiếp theo, đó chính là thằng người khổng lồ mình quên méng tên rồi. Thằng này thì có khả năng là đẩy lùi mọi thứ khi tiến tới, đèn đang trái quỷ. Và nó là người, một trong những người có thể là trốn khỏi cái tù, cái nhà tù ấy, nhà tù trên biển ấy anh em. Impel Down ấy, người khổng lồ mà cũng là Okama, giống như kiểu là cái thằng gì mà tiêm thuốc cho Luffy anh em. Rồi, thằng béo. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái con này thì anh em chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Nhân vật quân cách mạng cực kỳ là nổi tiếng đây. Đúng không? Chính xác. Rồi, chúng ta cái okay, bộ người cực kỳ khủng. Siêu khủng. Cái này mình có khá nhiều ảnh của cái bà này. Bà này chắc khá là già rồi anh em. Đây. Nhân vật tiếp theo của chúng ta đã có đây. Cái bà này có khả năng đó chính là cầm cái lá cờ và tạo cái niềm tin sức mạnh rất là xịn sò nhá. Rất là nhiều ảnh luôn. Toàn mặc cái áo kiểu này thôi. Anh em nhìn thấy có sexy không? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có Karasu, gọi là thủ lĩnh của phương Bắc, khả năng là gọi quạ hay như thế nào đấy. Cho có ảnh Karasu cộng với Sabo. Đấy, ok, tiếp cả Karasu nữa. Rồi, thì chúng ta sẽ mai mình sẽ giới thiệu cho anh em bộ sưu tập mới nhá. Để tắt nó đi. Ok, chúng ta sẽ đến mở gói Bim Bim đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ có gói vị phô mai, gói A1 8/11/2019. Thì như anh em bảo cái này là không có thẻ vàng đâu anh, chỉ có gói A7 A8 thôi. Lần sau mình mua gói A7 A8 vậy. Chứ mình toàn ra thẻ ấy anh em ạ, toàn ra thẻ bạc. Khá là đen đủ. Rồi ok, chúng ta sẽ có thẻ gì đây anh em? Mình sẽ bỏ đổ đây nhá. Ui thẻ vàng, ui my god, không cần phải nha anh em ơi. Thẻ vàng nè. Ui thẻ vàng nè. Oh my god, lâu lắm tôi mới được thẻ vàng. Oh.
thì không biết thẻ này thẻ gì anh em. Yes, thẻ vàng rồi anh em ơi, chúng ngay thẻ vàng rồi. Chúng ta sẽ có thẻ của ai đây? Baroque Works. Thì đó là tổ chức của Mr. 1 đây. Và 1, 2, 3, chúng ta sẽ có Miss On Sunday. Đây là cái biệt hiệu của Nico Robin khi còn ở trong tổ chức Baroque Works. Yes, yes, cho ta có một thẻ đầu tiên. Ta sẽ mở gói thứ hai nha. Tiêu tiêu tiêu, khá là may mắn có khi trong này là có thẻ vàng chăng? Rất có thể tỷ năm mới mở được cái thẻ vàng anh em ạ, thật sự luôn. Đây để đổ ra đây tiếp nha. Ui, hình như lại thẻ vàng thì phải. Đúng ta, không phải thẻ bạc. Ui, lại thẻ vàng. Oh my god. Oh my god. Oh, băng tóc đỏ nè. Yes, sir boy. Yes boy, thế chứ, phải thế chứ nhờ. Thẻ vàng liên tọi luôn ạ. Rồi. Lúc không ấy thì nó lại ra rồi anh em ơi. Đây là băng hải tặc tóc đỏ nha. Red hair. Chúng ta sẽ có Pirate, Red Hair Pirate. Và 3, 2, 1, chúng sẽ mở ra. Đó có Ben Spaceman. Spaceman, đây là cái ông phó thuyền đây. Đến Kizaru còn nể sợ nữa, đúng không? Chính xác. Yes, hai gói, hai thẻ vàng. Một thực sự là quá là bá đạo anh em ạ. Đấy, mình mở gói A1 cũng ra nha. Nó ra đun rồi, chẳng biết được kiểu gì. Chúng ta sẽ mở gói thứ 3. A1, A2, A3 ra hết luôn. Ok, đây mình sẽ bỏ đây. Nó chưa ấy ra. Thế mình điền. Ui, lại thẻ vàng. Oh my god. Trời ơi, cái gì đang xảy ra thế này? Cái gì đang xảy ra thế này? Tôi không biết được chuyện gì đang xảy ra luôn. Nó quá là khủng khiếp, 3 thẻ vàng rồi anh em ạ. Oh my god, trời ơi là trời. Nó cần phải thế không? Đó chính là Straw Hat Crew. Băng hải tặc mũ rơm. 3, 2, 1, Luffy rồi. Ui, Chopper. Cho có một thẻ Chopper, thẻ vàng nha anh em. Tức là thẻ Luffy, thẻ vàng. Oh my god, 3 thẻ vàng nha anh em. Đang truyền hình trực tiếp luôn đây. Hai lều thật. Chẳng lẽ 5 thẻ vàng chăng? Mở 5 gói, 5 thẻ vàng. Gói này nó hơi ỉu này. Hơi gọi là bị sao rồi. Bị thủng rồi đó. Ui dồi ôi. Không phải. Cần bị thủng. Tôi cứ tưởng bị thủng cơ. Nhưng không phải bị thủng nha. Đều vãi lều. Rồi, thẻ vàng là mình nghĩ là thẻ vàng. Không có thẻ rồi. Ôi lại thẻ vàng. Oh my god. Oh my god, lại thẻ vàng đây anh em. Thế mình nghĩ tất cả 5 cái này đều sẽ thẻ vàng hết đấy. Uầy. Nó gọi là xịn. Thật sự luôn ạ. Lại thẻ vàng này. Chúng ta sẽ có CP9 thẻ vàng. Và 3, 2, 1, mở ra nào. Chúng ta sẽ có thằng Kaku, năng lực trái quỷ hiệu cao cổ. Và phái 6 kiếm đúng không? Hình như 6 kiếm thì phải. Lục kiếm. Lục thức với lục kiếm. 450 đồng. Ôi trời, 4 thẻ vàng rồi anh em. Oh my god, lệnh chúa luôn đấy. Thật sự luôn đấy. Mình méo hiểu luôn tại sao. Tại sao lại có thể mở được thế. Ý trời. Đáng sợ. Ok. Có khi thẻ chắc chắn mình theo mình đoán thẻ này thẻ vàng rồi. Đấy là thẻ vàng này, thấy chưa? Một khi đã mở thẻ vàng thì đừng hỏi tại sao. Là nó quá may. Chúng ta lại có thêm một thành viên của băng hải tặc Luffy mũ rơm nha. Quá tuyệt vời. 5 thẻ vàng trong một ngày. Oh my god. Chúng ta sẽ có Straw Hat Pirate. Và ôi, nó có cái gì này anh em? Có cái viền gì này. Như kiểu bị lỗi. Và 3, 2, 1, Luffy thôi. Broke ạ. Tưởng Luffy. Rồi, may mắn vãi lều anh em ạ. 5 thẻ vàng. Đấy nói 5 thẻ vàng luôn. Oh my god. Cái này mình chắc là để đến Tết mình tặng cho anh em. Lì xì cho anh em luôn. Tặng anh em những cái thẻ vàng này.
tặng vào trẻ con đấy. Oh my god, được của nó đấy, xịn xò phết ta, 5 thẻ vàng luôn. Yes. Rồi, bây giờ sẽ mở bài nha anh em. Bây giờ sẽ đến công đoạn mở bài tiếp theo. Chúng ta còn những... mỗi ngày mình sẽ mở 10 thẻ bài thôi. Rồi, ok, 1, 2, 3, thẻ đầu tiên. Thẻ đầu tiên chúng ta sẽ có Tony Chopper với con Zizo. Khá đẹp, Tony Chopper đây là phiên bản sau Time Skip rồi. Rất là nét. Trang phục mới, quần áo mới, mũ mới và nhìn vẻ béo hơn. Thẻ đầu tiên. Và chúng ta sẽ tới thẻ thứ hai nhá. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ có băng hải tặc Luffy mũ rơm. Băng hải tặc Luffy mũ rơm, Zoro, Nico Robin, Nami, Usopp, Chopper, Brook và Frankie. Chưa có thêm Jinbe nhỉ trong này. Khá đẹp. Thẻ thứ hai đã mở xong. Và chúng ta sẽ tới thẻ thứ ba nha. 1, 2, 3. Đấy. Chúng ta sẽ Luffy mũ rơm với Red Hall đúng không? Từ chiều Red Hall đúng không? Sợ con 9. 9 dễ gì? 9 9 kép à? À 9 9 rô, 9 rô, 9 rô. Thẻ thứ ba đã xong. Thẻ thứ tư của chúng ta. Ui, Nami trong trang phục bikini. Nami luôn luôn là sẽ mặc bikini nha. Và tay cầm một trái cam. Quá xịn. Nami đã xong. Tiếp theo chúng ta sẽ có thẻ thứ 5. Wow. Oh my god. Oh my god. Trời ơi. Boa Hancock trong trang phục mắc thiếu vải luôn. Cái này ui, người yêu Luffy đây. Nữ hoàng hải tặc với trái cây ác quỷ Mera Mera. Trái cây ác quỷ hóa rắn giống kiểu Medusa vậy. Ok. Quá đẹp với con 7. Zo. Quá đẹp luôn. Rồi thẻ thứ 6 hay thẻ thứ 7 nhỉ? Thẻ thứ 7 chăng? Oh my god, chúng ta lại có thẻ của Boa Hancock này. Mắc thiếu vải luôn. Ui sexy thế nhỉ. Chẹp 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 chẹp. Thẻ thứ 8 đi. Chúng ta sẽ có cơ bụng 6 mũi của Usopp. Usopp này sau Time Skip rồi. Luyện tập với cái ông bọ ngựa Heracross thì phải. 6 mũi, luyện tập trên đảo ăn kê thịt người. Rồi chúng ta sẽ còn khoảng 2 thẻ nữa thôi là xong rồi. Wow, chúng ta sẽ có Sanji. Yes, có Sanji vừa với ngậm thuốc đây. Sanji. Ok, và thẻ cuối cùng trong ngày hôm nay của chúng ta sẽ có, đó chính là cái gì? Wow, Zoro mắc chất lượng, cực kỳ đẹp trai, khoai to, quá đẹp. Còn gì nữa nhỉ? Còn gì có thể là so sánh được nữa đúng không? Anh đẹp quá luôn. Rồi thì chúng ta sẽ kêu mày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Mở Bánh Bim Bim Tony. Xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye nha. Trăng kìa, Trăng đang cưỡi sư tử mặt trời.